Hoàng Trương Thùy và Đinh Quang Thái xin trọng kính chào quý khán giả của Little Sư TV. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục tin nổi bật đặc biệt là hôm nay hậu bầu cử một ngày tức là chúng ta có thể biết kết quả một cách sơ khởi Cộng hòa các làn sóng đỏ liệu có chiếm đa số từ hạ viện và thượng viện hay không và cái triển vọng mà ông Donald Trump sẽ tuyên bố vào ngày 15 này ra tranh cử ra sao. Thưa quý tin tức tổng hợp cho tới sáng ngày hôm nay đó thì trước kia chúng ta đều nói với nhau rằng uh, kết quả những cuộc thăm dò dư luận cho ừ. thấy là cộng hòa sẽ thắng mà thắng một cách, thắng một cách lớn lao yeah. tại hạ viện rồi sau đó sẽ thắng năm bảy ghế Việt. tại thượng viện luôn nhưng mà bây giờ thì sao không những thắng thượng viện thắng hạ viện mà thống đốc cũng thắng luôn nữa đó đó là, là cái sóng đỏ đó, đó, đó là trước cái bầu cử nhưng mà sáng nay thì sao à, sáng nay thì đọc tin thì cái hôm qua đó chiều hôm qua tối hôm qua mình đưa ra thì thấy ô oh, ông nghĩa là mặc chuẩn bị champagne mở champagne yeah. tối hôm qua không có xảy ra tối hôm qua nên mà không được Chái, cái chai ô, nó bị bị bị, bị tắc ông, cái, cái, cái kêu nắp. nhân viên giữ lại cái chai đó à. không có mở nữa um... tức là tóm lại thưa quý vị điều đó có nghĩa là Ông uh, Kevin McCarthy biết rằng uh, cái cuộc tranh hùng này vẫn chưa có ngã ngũ là liệu Cộng thế... hòa có thắng được tại um, hai bên hay không? Người... Sáng ngày hôm nay đã các bản tin lớn á, hôm qua thì còn có cái màu đỏ họ, họ họ mang một cái tấm ảnh của một cái làn sóng đỏ lên ngay cái trang đầu sáng nay họ lấy cái hình đó đi rồi và họ nói rằng thất bại nặng nề cho đảng Cộng hòa à, một chuyên gia của Fox News những uh, cố vấn cho đảng Cộng Hòa đều uh, tuyên bố đó cộng, đảng Cộng Hòa thất bại nặng nề họ dường như đổ lỗi cho ông Trump nhiều trong vấn đề này trước khi chúng ta đi thêm nữa thưa quý khán giả cho chúng tôi nói ngay là trước kia đã cái thuật ngữ làn sóng đỏ là người ta chỉ về cái việc mà cộng sản lấn chiếm tại nhiều quốc gia <laughs> nhưng mà kể từ ừ. năm 2000 thì truyền thông của nước Mỹ bắt đầu dùng cái chữ tiểu bang xanh dạ. tiểu bang đỏ và the wave of red tức là làn sóng đỏ, the wave of blue làn sóng xanh để nói về cái đà chiến thắng của cộng hòa hoặc dân chủ tại các tiểu bang cái chữ làn sóng đỏ mà anh em chúng tôi xài ngày hôm nay đó hoàn toàn không liên quan gì tới mấy cái thằng cộng sản nhà quê từ xưa mà nó mang cái tham vọng đi chiếm nhân loại cả Mời anh. vâng và vì vậy à, đến giờ phút này đó người ta nói rằng cái chờ đợi kết quả bầu cử sẽ khó lòng cho cả tháng nữa thưa anh À, đảng cộng hòa đó ngay bây giờ là 47 ghế thượng viện đấy thượng viện nha mình đang nói thượng viện chứ à, đã có dân chủ dân chủ cũng 47 ghế dân chủ chỉ cần 3 ghế nữa thôi à? à 50, 50 thêm bà Kamala Harris đó, là xong. đó là cái điểm quan trọng nhưng mà đảng cộng hòa thì phải cần 4 ghế nữa mà ngay bây giờ đó chỉ còn 4 tiểu bang thôi Pennsylvania thì sao Pennsylvania thì <cười> <cười> tối hôm qua mình đã tuyên bố Federman chín thắng mà mình cũng không ngờ tối um, hôm qua đó thưa quý vị uh, tại um, kết quả bầu cử Pennsylvania đó tiểu bang Pennsylvania đảng cộng hòa phải thắng không thắng là cái cơn may lật ngược cái thế đa số rất khó nhưng mà sáng nay uh, CNN là một nè Washington Post là hai nè MSNBC là ba đều project đều tiên đoán là ông Fenneman thắng Thả? liệu như vậy có thì thì đó là cái thảm bại của đảng cộng hòa mà bao nhiêu người nói bởi vì uh, trước đó các cuộc thăm dò ông uh, Doctor Oz thắng ít nhất là hai và cái chiến thắng là có vẻ vẻ như là đang giành được thậm chí đó ông Ferdinand lo sợ ông đã phải đệ đơn kiện lên tòa của uh, Pennsylvania yêu cầu bởi vì lúc đó có một ngàn lá phiếu bầu khiếm diện tức là mail in bây giờ mình bầu bầu qua thư đó bất hợp lệ anh có thể tưởng tượng đó một ngàn cử tri của đảng dân chủ này quay trở lại phòng phiếu để cầm cái id chứng minh cho tòa biết tôi là người đó và họ lấy lại được một ngàn phiếu đó nhưng mà vì lo sợ thì cuối cùng cái nỗ lực của đảng dân chủ đánh bại được và thêm nữa anh 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 để ý cái chiến thắng này nó ngoạn mục lắm ông Feinman đột quỵ ừ. rồi cái tiến trình tranh cử lên trên đài thì nói ngọc ngiệu nghĩa là không có rõ ràng gì hết trong các cuộc tranh luận ấy vậy mà sau cái cuộc tranh luận đó đã nhận được cái sự thương cảm của cử tri họ đóng góp thêm tiền cho đảng dân chủ nữa như vậy thì cái mà các cơ quan truyền thông Project là tiên đoán đó liệu nó có một cái xác suất sai số nào không? để lật ngược thế cờ sai hết anh hôm qua không ý tôi muốn nói là cái kết quả ngày hôm nay về ông phenomenon không không kết kết quả ngày hôm nay thì không 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 còn gì khẳng định được hết xong hết rồi bao nhiêu phần trăm mình có thể nói là ông thắng một trăm phần trăm chắc chắn rồi chắc chắn là một trăm phần trăm tỷ lệ giữa hai bên là sao tỷ lệ đó cái cái phiếu bầu à, cái tổng hợp phiếu bầu đã trên chín mươi mấy phần trăm rồi đến bây giờ đến bây giờ đó là hầu như là một, gần một trăm phần trăm kết quả rồi và cái lý à, do thế này nữa tại sao họ nói những cái pocket những cái khu vực mà còn lại đó là đa phần là của đảng dân chủ cho nên dù anh có kiểm phiếu thêm nữa đó vẫn thuộc về đảng dân, nó dân chủ nó có một yếu tố tâm lý rất là quan trọng tại cái cuộc bầu cử ở Pennsylvania chỗ này chúng ta nhớ là thứ bảy tuần trước ba cái đại thủ của nước Mỹ bên yeah. kim tổng thống Joe Biden cựu tổng thống Barack Obama thì đến vận động cho ông Fenneman. tất cả yeah. Ông Donald Trump là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ thì đến vận động cho ông bác sĩ ông. Oh, oh, yeah. Bây giờ kết quả là như vậy thì uh, cho thấy rằng cái tiểu bang đó họ cũng có một cái thái độ khá là dứt khoát. Bây giờ mình nói thêm về phía hạ viện thì sao? Oh uh, hạ viện thưa quý vị đến giờ phút này đó uh, cái vấn đề đó là khi mà họ tiên đoán cái làn sóng đỏ đó là kết quả vào ngày hôm qua buổi tối khi chúng tôi gửi đến quý vị phần tương trình đó, thường đó, trong quá khứ các cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc ngay hôm tối hôm qua. Đó Chứ không có không. chờ đợi gì hết. Ừ. Và nếu mà làn sóng đỏ, họ nói rằng trung bình trong các cuộc bầu cử giữa kỳ từ năm 1920 đến giờ luôn đó anh, nếu mà họ theo dõi lại, họ tính xác suất đó, 28 ghế hạ viện là rơi vào đảng đối lập. Tức là lẽ ra tối ngày hôm qua Đảng Cộng hòa phải lấy được ít nhất là 20 ghế hoặc là 28 ghế luôn Họ nữa. Phải lấy được bao nhiêu? Họ chỉ cần có 5 ghế nữa thôi. Mà đến giờ phút này đó cũng không có rõ ràng là có lấy được hoàn toàn 5 ghế đó hay không mặc dầu đó. Cái kết quả bầu cử vẫn cho thấy Đảng Cộng hòa sẽ lấy được trên 5 ghế nhưng Đảng Cộng hòa cần cái đa số nhiều nữa vài chục ghế nữa mới có được cái phần đa số tuyệt đối đối với đảng dân chủ Ở trong vài ngày sắp tới đó chúng ta sẽ đọc nhiều về những cái phân tích của những chuyên gia bầu cử của nước mỹ để tìm hiểu từ xem cái kết quả mà nó có vẻ không như mọi người dựa vào các cuộc thăm dò ý kiến trước kia đó nó vì lý do gì vì lý do cử tri họ đặt vấn đề giảm phát lên cao vấn đề uh, Trudeau khai khai yeah. vấn đề biên giới phía nam vấn đề gọi là cái nguy cơ có thể bị uh, kinh tế suy thoái vân vân hay là cái chuyện mà họ cho rằng đã tới lúc cần phải có một cái quốc hội đối lập với chính quyền của tổng thống Joe Biden chúng ta sẽ bàn về cái chuyện đó sau nhưng mà anh Thụy như vậy đó có nghĩa là cho tới giờ phút này <laughs> chúng ta chưa biết chiều nay ngày mai ngày bốt ra sao nhưng mà cho tới phút này đó thì có thể tạm nói rằng cái ước mơ của phía đảng cộng hòa mà nắm được đa số tại lưỡng viện có vẻ hơi không đó, có được đồng ý, đúng vững lắm rồi à, không không có không còn nữa thưa quý vị thậm chế thậm chí các chuyên gia họ còn nói cái thế đa số của đảng cộng hòa ở tại hạ viện cũng rất là ít ỏi nếu thắng thắng thêm vài ghế thôi mà vài ghế à, mặc dù đảng cộng hòa khi mà vào à, trong quốc hội đó sẽ có nhiều cái quyền lắm trong đó bao gồm cả vấn đề subpoena con trai của ông Biden nữa, điều đó sẽ xảy ra trong thời gian tới. Rồi à, họ nói à, bên phía đảng cộng hòa sẽ gây khó khăn rất nhiều trong Biden, kể cả nghĩa là đòi hỏi điều tra đủ thứ ừ. chuyện hết. À, nhưng mà làn sóng đỏ thì à, đến giờ phút này thì không có rồi, anh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút uh, thông tin thương mại.